So we're here at Home Depot. We're just like buying like some things. Lower price. How much is this? No, I don't know. I don't remember. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Khủng khiếp luôn cái màu này. Wow, màu vàng kìa. Trời ơi. Quá đẹp luôn. Đây là mình đang ở Home Depot nha cả nhà. Wow, đẹp không cả nhà? Khủng khiếp không? Quá trời đẹp luôn. Đây là những cái cây họ đã trồng nha cả nhà, Home Depot nè. Lettuce nè, salad nè. Này ớt nè. Còn cái này là parsley, là giống dạng húng của Mỹ. Ớt nè. Cà chua 5 đô. 5 đô nguyên cái cái này là một cái chậu này thôi nè. Đây là gì đây? Broccoli là đó. Cilantro là ngò nè cả nhà. Húng cây. Cà chua broccoli nè. Kale. Rau kale của Mỹ nè cả nhà. Cái này là salad nè. 6 đô. Romaine. Đây cũng có thanh long nè cả nhà, 16 đô một cái cây nè. Dragon fruit nè. Bơ. Cà chua nhỏ nha cả nhà. Ớt. Red beef steak. Cái như 5 đồng một cây cà chua cả nhà. Giờ giá gì cũng đắt quá. Đây là mấy cái dâu nha, trong cái chậu treo để treo. Cà chua tiếp tục. Cà chua nhỏ. Đây cả nhà, này là cái khu thương mại. Ở đây có chợ thực phẩm nè. Đây là cái khu thương mại. Ở đây có chợ
Target nằm đây cả nhà thấy không? Đó, chợ Target là nổi tiếng của Mỹ nha. Bán đầy đủ mọi thứ đó. Đây, Target nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi ăn ở hướng bên kia. Khu này là khu Việt Nam cả nhà. Đây, mình đang sẽ đi ăn cái khu bên này. Có Teletron nè. Nó gọi là gì? Cái gì Garden Grove Plaza phải không? Garden Grove Plaza. Bên đây thì nó mới họ mở cái một cái tiệm là Miniso. Ở trong đây cả nhà. Miniso đó, ngồi quẹo vô. Có đem tiền theo không? Yes. Đó, anh hai cho mượn. I brought it. Đó, đừng bước khỏi cái nhà. Này, này chị đi làm về thì nó khá là đông xe luôn đó cả nhà. Chợ Target này cái gì? Tìm nhiều quen quen. Chị đi ăn bên kia số 1. No, ăn bên số 1 thôi chứ. Nó chừng nào nó cần chỗ cho nó mới mở ra. Sơ một bên thôi không. Đầu đây nè. Đây đừng xuống kia. Đông lắm. Đó, I Planet nè cái nhà. I Planet Coffee. Đó, I Planet đó. Bên kia là có chợ, chợ đó là chợ gì ta, bên này chợ Hòa Bình. Ừ, này là nguyên cái khu thương mại cả nhà, có cái tiệm hoa phát giữa tiền lẻ nữa. Đây mình đi Island nè, ngồi ngoài hả? Ồ, Island nè cả nhà. Đây Island nè. Oh, đây gì vô trong quá trời người luôn. Cảnh đẹp quá cả nhà. Nói đi. Chỉ cho cô thôi, cô biết. Tôi này cười gì dễ thương á. Mời cả nhà cùng ăn nè. Đây mình đang có ăn ở tiệm Islandic nha. Bún cách bún. Ăn rau không con? Hả? Rau không? Rau muống cả nhà, canh bún là phải có rau muống. Mời cả nhà cùng ăn nha. Ừ. À, cái khu này mình mới đi xong rồi cả nhà. Islandic. Giờ mình đi về. À, My goodness. Đây. Islandic này cả nhà, không mới ra xong. Giờ đi về nha cả nhà. Này đồ xe kỳ nữa, lái xe kỳ. Khu này là Garden Grove Plaza, phải chợ Hòa Bình rồi cả nhà. Bánh mì chè Cali. Đây là chiều tối cả nhà nha. Nhà có thể thấy không? Đó, nắng chiều. Hoàng hôn rồi. Đó, này nè. Tổng thể cái khu đấy của mình mới vừa vô nha cả nhà. Đó. Ở Hòa Bình này. Starbucks.
Bên kia có ly sandwich nè cả nhà.